mày đừng có chối mày. Tuy rằng thì hên không khai, nhưng mà tao xét qua tình hình nãy giờ, tao nhìn cái mặt mày là tao biết mày ý tiền mày mê vợ bé rồi. Dạ đúng rồi đó Quang, rõ ràng là chúng muốn kết bè kết phái nhau để hại người ta vừa đẹp vừa hiền như thị hến. Cậu này phải phạt thiệt nặng để làm gương những kẻ có vợ rồi mà còn ham mê vợ bé. Dạ bẩm Quang, dạ bẩm thầy đề, em đâu có dám mê vợ bé hồi nào đâu. Không mê vợ bé mày mê cái gì? Em bị bệnh mà. Dạ em bị mất trộm tan vợ còn để đó à Quang. Lễ bắt đầu. Dạ. Đêm tan vật dễ bệnh cho bà mày niêm vô tủ. Quang ơi, đồ là đồ. Thấy không, thấy không, thấy không? Trước mặt Quang mà mày còn đánh vợ trò ăn cướp đồ của Quang phải không? Lễ cử. Dạ. Căng nọc nó ra đánh đúng 30 dạ. trượng rồi giam vào lao, đợi Quang trả cứu. Phép nước thi hành. Dạ. Quang ơi, 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 Quang ơi. Lễ bác. Nhắc ghi lễ phép nghiêm trang kính cẩn mời cô hên ngồi. Nằm xuống. Nằm cái vỏ mà cứng quá trời quá đất sao đánh nổi vậy trời. Cứng dữ vậy. Nhột. Dạ. Nhột cái gì nằm im ha. Nhớ vụ nãy ha. Nhớ nha. Lắc tay ha. Một. Dạ bẩm Quan. Sao? Dạ. Có đánh trùm sò không khóc mà nó cười. Cái gì? Dạ có Quan. Đánh nó không khóc mà còn cười nữa hả? Dạ. Đánh thêm 30 rồi. Vì cái tội đánh mà cười. Em khóc mà Quan, em khóc mà. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Ôi dạ. Nhớ gì không nãy ha? Tay lắc tay làm cái gì thôi được mà, nhớ ha, nhớ nha. Một cười nữa hả? À khóc, khóc không có. Chưa có gì đáng kể ha, có gì chưa? Ui 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 nhẹ nhẹ tay. Một có gì lắc về thôi. Trời không cứ. Một. À. 11. Một. À. 22. Một. À. Cậu. Dạ. Lễ cậu. Dạ. Mày đánh không trúng phép rồi. Rồi đây. Gì nữa trời. Mày hiểu sự tích con sò không? Dạ sao Quang? Cha của nó là con rùa. Dạ. Trên này nó có cái mai cứng lắm mà đánh đâu thua gì. Dạ. Lật cửa lại mày, lật cửa lại. Mày coi tao đánh nè. Đề ơi, em sò lột lề đề. Lật cửa lại. Mà thấy không? Lật lại xấu đi. Có phản ứng gì không? Lát về nhà nhắm rượu. Uống rượu hả? À, uống rượu thì ngon rồi. Tưởng mày mời uống thứ khác mặt này. Lát 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 quăng. Coi tao đánh nè. Mày á. Mày á. Mày á. Mày á. Mày á. Mày á. Cười hoài. Lúc nào cũng cười. Dạ. Quăng đánh vậy hả Quăng? Ừ. Dạ. Con đánh đó Quăng ơi. Ờ. Sao không đánh nữa mà mày dừng lại? Dạ. Chị bẩm Quang. Sao? Trùm sò chết queo rồi trùm Quang ơi. Cái gì? Nó chết rồi hả? Dạ. Tội nghiệp không? Mới đánh có mấy sao mà chết rồi hả? Đánh thêm 30 rồi nữa coi. Dạ. Dạ Quang. Ủa? Mày còn sống hả? Tao tưởng hồn mày đã lìa khỏi xác rồi chứ. Dạ bẩm Quang. Đang lý sò chết thật rồi. Nhưng nghe tiếng quát nạt của Quang hồn sò hốt Quang vội vàng trở lại thì trời ơi thân xác của sò phải bị quằn quại dưới 30 ngọn trói ác hại chẳng chút nương tay. Gió sò tuy cứng rồi sẽ mềm nhũn như trái. Rồi bị người ta hốt bỏ bên đường. Hồi nãy rất nhiều thì đâu có đến nỗi như vậy đúng không? Dạ em hiểu ý thầy đề. Em cũng muốn vuông tròn. Nhưng mà
lòng vẫn còn ấm ức. Lời tục nói quả không sai, khi thương tới ấu nó cũng tròn, khi ghét tới bồ hòn nó cũng méo. Và phải chi sò có cặp mày lá liễu bén ngót như dao, đôi mắt trữ tình miệng cười xinh xinh, dành môi mỏng thấm thì mong sò đâu nổi dòng xanh dòng đỏ, mà không một ai nói hoài thương ai. Lỡ có căng nó ra đánh đúng 30 rồi, nếu còn lại gái kêu ca thì phạt thêm 20 hèo rồi đóng trăng cho nó tở. Dạ quan ơi, em xin đóng phạt để khỏi bị đóng trăng quan ơi. Thôi được rồi, quan nghĩ cũng thương tình, vậy thì phạt chừng với 100 quan thôi, vì phạt đòn thì phạt giam, như chi tổng cộng là 400 quan, cho về nhà lấy tiền đó nộp. Lên lại ơi, ba chúng đánh với bóng quan quan em ta sao nổi quan. 400 quan không bằng mày rụng cộng lông chân nữa mày. Sao hả? Ôi trời đất quỷ thần ơi, đức từng đoạn ruột, tại sao lại không bằng rụng một sợi lông chân? Bộ tưởng có tiền là dễ lắm sao, phải đổ mồ hôi xót con mắt dắt dài ra nước còn đo đẩy cháu ăn nấm nút dòi chứ bộ. Có chính quan ráng kiếm thêm một cho nó chẳng một dụng, cái nào phải đâu bóng hốt ngày được mùa ai đâu. Công nhà ta liền biết điều không thiết lúa ruộng, mấy chú gia đình không này cực khổ thức khuya dậy sớm mang bước qua lo tiền cống rẻ mạt, nhà bạc mười hai cho dây nhân đức không bị lấy giật tích tiệm thành đa tạo nhà tạo đất chi tiền ngủ không ăn chắc đêm nghe có hực mà bấn loạn cá tinh thần. Thôi ngồi dậy đi mày, hay là muốn đánh nữa, quan xử như vậy là phước ba đời của chú để lại rồi, lỡ tạ ơn quan đi. Còn kêu ca cái gì nữa hả? Nếu nó kêu ca thì thầy phạt thêm cho nó 50 hào. Ừ. Dạ quan ơi, em không dám kêu ca. Dạ cho em về, em lo em nợ phạt. Tổng cộng là 450 quan. 400 tiền phạt chứ 50 quan tiền tội kêu ca nghe mày nghe. 450 quan. Em không dám kêu ca nữa đâu. Mày cười là 50 nữa. Em đâu có cười, em khóc. Tao thấy cái răng là tao nghiêng 50. Tại nó chỏi ra chứ bộ. Cầm lại liền. Y vậy. Nhanh lên. Chỗ mày chơi vẫn chơi nghe mày. Sao chưa chịu về còn quay lại? Hả? Cái gì? Thêm cái gì? Trời ơi, anh cũ ơi, làm ơn làm phước trả lời tôi anh cũ ơi. Trời ơi, nãy giờ lỗ nhiều là anh cũ ơi. Trời ơi, trốn quan trường gì hở chóp hở chóp mà trời. Có đời guốc mà giấu cũng không xong nữa. Giống quỷ gì? Còn thị hơn. Dạ. Thầy đây. Dạ. Việc cung khai của thị hến thầy khỏi ghi vào di bằng, thầy để tôi xét xử cũng đủ rồi. Trong tang hầu cho thầy đề về nghỉ. Bữa nay sớm quá quan, còn sớm lắm nè, em muốn làm thêm chút xíu nữa về. Khỏi thắc mắc, bữa nay cho về sớm bữa. Dạ về sớm. Ừ. Bữa nay quan cho về sớm, đánh trống tang chào. Về. Về sớm. Giả bộ làm rớt hay giết, lát nữa kiếm cơ quay lại hả? Mày xạo mày. Còn hả thằng Bay? Mày sao chưa đi về? Còn đứng đó. Dạ, dạ. Con ở lại hầu quan à. Khỏi hầu, hôm nay con cho về sớm. Lại biểu. Dạ. Về nói lại với bà, hôm nay quan bận nhiều việc, quan về trễ về muộn, nghe không? Dạ. Về đi. Dạ, quan cho về sớm. Ừ, nhanh lên. Nghiêm. Hôm nay quan bận việc, quan về muộn, quan về muộn. Hên. Hên à. Việc của em á tuy là quan chưa có tỏ, nhưng mà xét thấy tình cảnh em cô đơn quá nên quan nghĩ cũng thương tình. Từ nay em hãy năn lui tới hầu quan thì chắc chắn sẽ không còn một ai dám vu oan gia họa gì cho em nữa. Dạ em đổi ơn quan. Con kia con kia. Sớm tối
sẵn sàng. Ở kề một bên mà ra tay. Vào đêm nay Quang sẽ đi vì hành để xét từ đầu trên xuống dưới. Sẵn cho ngài đi Quang sẽ xét nhà em luôn. Ý Quang bố, Quang nghe nhà em có qua trữ đồ gian thật hay sao mà đòi xét hả? Mày nè, phải xét chứ, rồi sau này có ai thắc mắc gì thì Quang còn có thể mạnh dạn trả lời với họ rằng đích thân Quang đến tận nơi xem xét tận chỗ không thiếu chỗ nào. Thấy không, nhất cử lương tiền mà. Tự nhiên đang đứng đây đi của mình đó. Giận Quang, Quang đừng giận, đừng giận em nghe Quang. Quang hết giận rồi. Hồi nào cái đứa nào nó trôi tay trôi chân gì không ha? Dạ không có. Cũng may là không có đó. Chứ có đó hả, là chết chứ Quang liền nghe không. Vì thế cho nên mà Quang phải ra tay che chở. Hên nè, thế nào á, tối nay Quang cũng đến nhà để mà thăm em. Chúng tôi trà nước chào Quang nha. Thấy không, thấy Quang thương rồi giỡn mặt với Quang phải không? Thầy đây. Dạ. Thầy trở lại đây làm chi vậy? Dạ kiếm cây bút. Bút đâu đây mà tìm? Rớt nãy rớt. Nãy Quang trúng đầu đâu quên rồi hả? Chắc Quang là mạnh quá quên. Vậy đi, tìm gì nữa? Dạ còn cuốn vở. Thì cuốn vợ đây nè. Chà, chắc còn cái gì đó. Tìm cái gì mà tìm hoài vậy không biết nữa. Thôi Quang về nha. Dạ Quang về à. Hên à, xong việc rồi về nha em. Đời này đừng có tin ai hết nha. Không phải ai cũng đàng hoàng tử tế như Quang đâu. Thôi Quang về nha. Hên à, Quang về. Quang về. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Dạ Quang về. Ô, dạ Quang về. Cô Quang quên đề hả? Dạ đâu có đâu. Em đâu có quên đề đâu. Không quên cho em mời Quang không mời đề tới nhà hết. Dạ ai, ai làm ơn cho em làm nhớ suốt đời. Chứ phải đề mà không bằng Quang, xong nghe mời Quang tới nhà không thấy mời đề tới nhà là sao ta? Dạ không có, tại Quang nói vậy thôi. Chứ riêng thầy thì sao? Em sợ thầy chê nhà em nghèo. Thầy không dám đơn. Bậy không. Khoái tới nhà nghèo nữa. Hiểu lầm ý mình rồi. Vậy là có mời phải không? Nghe nói nãy Quang định mời Hến. Quang định tối nay tới nhà Hến phải không? Dạ. Quang nói chơi đó chứ Quang không dám đi đâu. Sao vậy? Ở nhà Quang có nuôi một con sư tử bự lắm. Tối là Quang phải ở nhà cho con sư tử ăn. Chứ không đi được. Dễ gì đâu phải trống cãi như đề đâu. Vậy tối nay đề sẽ thay Quang. Thay Quang tới nhà Hến được cùng chăn nhỉ? Dạ. Vậy xin mời thầy đến nhà em nhỉ? Nhất định đến. Yeah. Đến, nhất định đến. Có chuyện gì á Hến? Thấy đây. Dạ. Làm gì vậy? Chạy đi đâu vậy? Dính chân luôn rồi. Ông Quyệt nhà tôi đâu rồi? Dạ về, về. Nghe nói có con mẹ Hến nào đến hầu chuyện, trông cũng sạch mắt lắm phải không? Dạ hơi bị đẹp à. Đẹp, đẹp lắm à, dễ thương. Hiền gì khiến cho thầy lẫn trò chết mi chết mệt phải không? Dạ, dạ bà nói vậy chứ bà biết em đâu bao giờ dám phản bội vợ em đâu. Dạ không dám dòm luôn á, vô nãy không dám dòm.
Chỉ có quan, quan. Quan, dạ. Quan nhà tôi làm sao? Dạ quan. Quan sao? Dạ em không dám nói ra, nói ra nhiều khi quan. Ôi thầy nói đi, có tôi đây không lo gì hết. Tôi không nói lại thì làm sao quyền nhà tôi biết được. Dạ nếu bà dạ vậy thì em nói. Nói dạ, đi. Suốt buổi chầu hôm nay là quan nhìn thì hến không à. Quan còn khen hến đẹp hơn bà nữa. Quan nói là hến dễ thương hơn bà. Quan nói tối nay quan sẽ đến nhà hến. Dạ giá nào cũng đến mà em cản đâu được. Em cản là quan không cho. Dạ quan hâm đuổi thầy, em. Thầy nói thiệt hả thầy nè? Dạ giống học máu. Trời ơi cái thằng cha quyền già này chết sẽ biết tay tôi. Con mẹ hến này cũng không yên với tôi đâu. Tôi sẽ xé nó ra. Tôi cạo đầu cô nó. Tôi bôi dầu rái cho nó biết tay tôi. Ông xứng đáng được nhận những điều đó. Trời em mà bà. Hay cũng là một cái thứ gì sao? Sao tối quá vậy nè trời. Đề ơi sao đi đề. Đề gì? Đề gì đó à, cô Lý. Bà Nguyễn. Đi 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 đâu? Ô cô Đề. Cô Đề đi đâu vậy? Lấy em đi kiếm thì Đề chồng em đó. Em đi kiếm ông Lý nè. Kiếm thì Đề. Dạ. Kiếm thì Lý. Ờ à. Sao tự nhiên mày quán cười? Bà Nguyễn đi đâu vậy? Đi kiếm ông Nguyễn nhà tôi chứ đi đâu. Làm gì cười? Sao? Bất quá thì ba bà giống nhau thôi làm gì cười. Hỏi nè, hai cô có nghi là ông Đề và ông Lý đi đến nhà ai không? Có chứ, đi đến nhà trời ai? Ngay mới đi tìm điểm hôm năm tôi. Đến nhà cái cô. Con mẹ. Con mẹ luôn. Đúng rồi. Con mẹ hơn. Trời ơi. Ông Lý ơi. Châu Nguyễn đi chết cho tôi, chết cho tôi. Sao bây giờ Nguyễn? Phải bắt tận tay, bắt tận tay. Tôi bắt thằng Châu Nguyễn trước. Rồi bắt thầy Đề thầy Lý sao? Đúng rồi, đúng rồi. Phải làm cho thầy trò họ biết tay của ba chị em mình mà. Đi, 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 đi. Làm gì vậy? Tự nhiên cục lui là sao hả? Làm gì hai con cục lui? Sợ quá. Không có chắc ăn lắm sao đi. Trời ơi, không có gì phải sợ. Có tôi đây không gì phải sợ. Tôi quyết định ra tay bắt thằng Châu Nguyễn trước. Con bà em sẽ bóp cổ thằng cha Đề nhà em. Ừ. Hai bà làm được hả thì tôi cũng tóm cổ thằng cha tôi vậy cho mất luôn. Tiến Quân. Đi. Đi. Xích vô đi, xích vô đi, xích vô đi mà. Xích vô. Không có gì phải sợ, không có gì phải sợ. Thấy nghe không? Lời tôi, đưa hai ngón tay cái ra. Cái gì? Đưa hai ngón tay cái ra, nắm lại. Nắm lại. Đầu thần chú. Án. Án gì? Ma ni bắt đi không? Lẽ nó. Án ma ni bắt đi không? Rồi chuẩn bị. Án ma ni. Án ma ni. Sao mà mày không bước tới mà mày khựng lại? Dạ dạ bẩm quan, dạ bẩm quan, con sợ quan ơi. Sợ thiệt. Sợ gì? Dạ sợ bà. Bà đâu đây mà mày sợ? Dạ có quan, có thua thiệt. Thì có làm biết làm nhát phải không? Dạ có thiệt. Đi nhanh lên. Lẹ. Quen. Quen đi đâu giữa đêm hôm tăm tối vậy Quen? Giết quan thì đến bão lụt cũng đi nữa. Chứ đừng nói chi là đêm hôm tăm tối. Tôi đã nói với bà là đêm nay tôi đi khám điền thú mà. Khám hả? Ông đi khám cái con mỹ hả? Chị trời đất ơi, cái bà này lạ chưa? Bà phải giữ thể diện cho tôi chứ. Không có thể diện gì hết á. Tôi biết mà. Tôi biết ông ấy đồ mới của lạ. Cho nên ông bỏ bê đồ cũ của con gái già này mà. Cái bà này lạ chứ. Bà không sợ dân quyền lính trang người ta cười cho hả?
bà phải để yên cho tôi đi lo việc quan. Chuyện cơ mật chứ có phải chuyện lén lút gì đâu mà bà la rùm lên như vậy. Tới bây. Phải mà, việc quan thì lúc nào cũng cơ mật, cũng khẩn cấp. Cho nên trong tan chầu rồi mà ông chưa có chịu gì. Ông để cho mẹ con tôi chờ ông đến cơm lạnh canh ngồi nhắc. Ông khuyên mặc gió thì ông cũng bao người cho tôi được biết, để tôi khỏi phải hồi hộp lo âu ngồi đứng không yên tháp thờ ma ra. Dạ trời đất ơi, nhớ ngày nào ông là một hàng sĩ ly la dưới dài áo giá với đuôi dài hạ hồng. Ông ly la khắp đầu làng cuối tòng, nhà ba thương thiếu mà nuôi sống qua ngày. Tiền đâu có chơi chuyện đó đâu, tôi là học trò nghèo hiếu học. À, trời đất ơi, nhưng mà đẹp trai nhất xưa nha. Phải bà rồi, là tôi đi lo việc quan chứ có lén lúc hồi nào đâu mà bà làm cái chuyện như là kỳ đà cán mũi vậy không biết nữa. Kỳ đà bà này lá chứ cán mũi kẹn bà đây bà lá chứ bây giờ mới gọi là kỳ đà cán mũi. Đây rồi, giỏi đi khám đi. Nè, cái thân hình của ông đó, ông đi khám đi nghe. Ông khám con mẹ hết làm sao mà hơn qua cái bà quyện này thì ông khám. Dạ bẩm quan, bây giờ việc dân việc nước mình vẫn đi hả quan? Đi đâu? Dạ đi khám. Đi khám quan. Khám gì? Dạ khám tiền thổ quan. Vậy sao khám? Dạ lạnh cha, quạt quài vậy. Bọn thấy trong quà trong lóc sao quạt quài vậy? Dạ dạ thưa quan, tụi con về. Lạnh chưa? Anh ơi về anh đi ơi. Đi. Khủng khiếp quá, trời ơi khủng khiếp quá. Thì mình thấy thảm quá đi. Vậy khủng khiếp. Ông Quyền ơi. À. Bà hát sợ ma. Phen này tôi cho bà biết tay tôi. Ông Quyền ơi, ông Quyền ơi, ông đâu rồi? Ơi, ông ơi, hồi nãy tôi ơi, ông
Xử ba ba. Quang rồi, Quang có sao Quang? Quang làm con quýnh Quang quá trời luôn. Quang thiệt Quang ơi, Quang sao con nhìn trời có ra sao con quýnh Quang quá trời ơi. Quang đi đâu vậy Quang? Quang đi khám điện thổ. Khám điện thổ răng mặt kìa Quang. Là đại biểu tin tưởng lắm mới nói cho tụi bay biết nha. Không gì Quang, dụng gì Quang? Quang cải trang. Cải trang. Để tiện việc thi hành công vụ nghe chưa? Quang cải trang khéo quá. Bởi vậy anh nhìn đúng ra mới đánh Quang chứ nhìn đúng ra con quýnh Quang quá trời Quang luôn mà. Quang cải trang phải giống thôi. Dạ. Nhưng mà Quang ơi, trời ơi, đêm hôm tắm tối như vậy lạnh lẽo mà Quang mặc vậy bệnh chết Quang. Khỏi đấy Quang, Quang lấy áo con đi Quang. Phải. Áo con Quang. Trời áo mày bận gì? Quang bận áo em Quang. Không. Quang đã nói là Quang cải trang mà. Trai y Quang, Quang giận nữa nghe không? Thôi Quang giận gì vậy? Về giúp. Thôi, đứng lại, đứng lại. Dạ sao Quang? Nể tình trùm sò lắm, Quang mới nhận lời nữa nghe chưa? Dạ hân hạnh cho em. Dạ Quang chờ em. Trời đẹp đất quá đất. Quang ơi, đẹp quá. Cái mùi gì mà khủng khiếp quá vậy? Xạ hương da thịt của em. Mô từ lúc mới mai tới giờ là không có giặt, không có tắm bao giờ hả? Giặt chi mòn. Đúng là trùm sò mà. Dạ đường này nè Quang ơi, đường này nè Quang. Trời đường ơi, này ơi Quang. Đường, tăng ra coi. Ôi cha, trời ơi đau quá. Ngộm hết cho nói luôn. Phải như vậy mới được chị à. Xong rồi đó, chị mắng vô mặt họ một câu. Câu gì? Một lần cho tởm tới già, đừng đi nước mặn mà Hà nó ăn chơi. Thôi hôn ơi, Lý tới đây hôn ơi. Ủa, dạ, 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 quên cả buổi cơm chiều, bấy lâu mong ước đây mới được cận kề. Chúng ta vui thì ai ơi cho thỏa tình mong nhớ. Đi lẹ mơ chạy rồi mơ đi tới giờ. Hân à, Hân ơi. Ai đó? Hân ơi quẹ. Đề đây, đề đây. Dạ chờ em chút nha. Đề đi. Thầy đề phải không? Thôi để em dọn em ơi. Đi đâu? Đi đâu gì? Anh đi giặt cửa sau để em thầy đề chết em luôn. Anh làm bây giờ, sao làm sao bây giờ? Hả? Chuồn xuống sàn đi. Chuồn xuống sàn, chuồn dưới đây nè hả? Trời ơi, sao được? Chừng nào đề về, mình còn trả đem về. Hả nè, đem về chơi luôn. Vô. Hả nè, sao lâu quá vậy hả? Dạ. Lâu quá vậy? Dạ, dạ. Ủa, Quang bỏ em xuống, bỏ em xuống đi mà. Trễ rồi, không em kịp nữa rồi. À. Trễ rồi, trễ rồi, quá, quá. Trời, 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 trời. Quang ơi, Quang, 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 em hỏi Quang một chuyện nè. Gì hỏi gì? Dạ, Quang ơi, em muốn biết là luật pháp có khoan hồng chút nào cho những ông quan chức hội tề có vợ rồi còn lem nhem với gái. Trời ơi, gì vậy? Dạ, dạ, mũi, mũi, mũi mày. Mũi, mũi, mũi để đây, mũi để đây. Trời ơi, lem nhem sao? Thì, dè dặn gái quá thấy cô như em chị nè. Trời ơi, tội nó nặng lắm á, tội đó là phải xử tử hình á. Xử tử hả Quang? Giết Quang nhớ mà. Nghe, nhớ xử tử nó nghe Quang. Hên à, Hên ơi Hên. Ai đó? Quang Nguyễn. Ê, quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống, quay xuống. Đâu bây giờ? Hên ơi, mở cửa cho Quang đi em. Dạ, dạ. Sao lâu quá vậy? Dạ, dạ, em thưa liền. Dạ, em mời Quang vào. Trời đất ơi, cửa không khóa mà nãy giờ. Để cho Quang chờ lâu muốn chết vậy hả? Quang, sao nay Quang bận đầu duyên dữ vậy Quang? Ờ. Quang,
tình báo trả dần. Việc ấy hơn em khỏi cần lo, đã có quan anh xuống lệnh rồi, có ai đến đây hầm dọa cho người mau bao làng bao huyện liền à. Em chắc không yên vì người đến đây toàn là những ông có quyền có quay, có ai hơn quan huyện à. Có trên 10 ông tự xưng là chức việc làng. Chức việc làng là mấy thằng cha trong ban hội tại làng chứ gì, họ hâm dọa em sao? Cái gì đó cưng? Dạ chó, chó mà có liếm chân em chó. Chó mà cũng khôn quá, sao chân tao mày không liếm? Sao bọn hương chức hội tại nó hâm dọa em sao? Nói qua nghe coi. Dạ thì họ nói em chứa chấp đồ gian bán buồn trái phép. Rồi họ đòi ăn hối lộ phải không? Dạ không có. Vậy chứ sao? Họ không hỏi đòi ăn hối lộ, hỏi đòi ăn. Thôi Quang hiểu rồi mà. Cái bọn này nó ăn ẩu mà còn ăn hỗn nữa, không biết kiên nể nhường nhịn kế trên người trước gì hết. Nhưng phải chi á, nó đòi ăn tiền bạc thì Quang còn có bằng cơ để mà phạt giá hay mà lô chức nó. Đằng này nói giang hoa bỏ ngang tình cảm thì quả đúng là cái quân ăn bám, chỉ biết thỏa mãn riêng mình. Cái món này giải quyết không dễ lý toàn tình, đăng lý ra là nó phải trình lên quan quyền nè, thì chắc chắn là mọi việc sẽ êm xuôi. Quả tình cái món này nó có tội, lỗi ở nơi em. Em có lỗi gì đâu, vô vô thi tòa nàng lưu khách sách bát ba đào kỷ lịch nhân. Nói như quan vậy, chẳng lẽ một đàn bà con gái mà nhất là thằng trai quá chồng như em nè, chẳng có ai bảo hộ mặc cho bọn đàn ông muốn làm chứ tôi làm sao? Cái đó tôi cũng còn tùy. Tùy sao? Tùy cấp bậc, tùy quan quyền. Nếu người giàu thì hơn nghèo, của nhiều hơn ít, bậc thì có bậc cao, bậc thấp, quyền thì có quyền thật quyền hư. Cũng giống như các hương chức hội tệ đấy nè, khi có chút đỉnh quyền với đám dân làm dốt nát thì làm sao được chứ quan quyền ở gia môn xử lý ở công đường. Ủa lúc nãy cái bầu nằm đây, sao cái giường nằm đây mà sao kỳ vậy ta? Dạ em kéo cho quan ngồi đó quan. Cái thằng nào cứ cả gan dám đụng đến dĩa cơm sườn thì quan sẽ bắt mang công, quan sẽ đem bao lên đánh cho dài chục rồi thì tung cổ vào lao. Nghe tiếng nguyện chìa đang mạnh sần sần cũng phải phát đau. Sai gì các thứ chức hội tề và những thằng đấu quật, giờ đánh chết đã sung lên cầm cặp có xa gì đâu mà hơn phải nhập lòng lời. Có tiền ý quyền làm bậy đúng là có tội nặng thật, nhất là có tội với hên đây nè. Nhưng mà xét cho kỹ thì cùng lắm chỉ bắt đem bỏ tù thôi, chứ có trộm cướp sát nhân gì đâu mà đem đi xử tử. Công mình Quang ơi, Quang ơi, Quang xử quá công mình. Quang ơi đúng là thuận mẫu chi dân Quang, chứ không có giống như cái bộ kia. Cái bộ kia này sao Quang? Nó đòi đem đi xử tử. Ai vậy? Thầy
bắt trước quan em đi khám điện thổ. Ai mượn ai sai ai xuôi ai bảo ai liệu hả? Bày thắng quân.